Xin chào các bác đang theo dõi kênh Thanh Tùng Solar. Dưới đây là chiếc quạt trần 12V DC, một thiết bị không thể thiếu trong hệ thống điện mặt trời. Bởi quạt sử dụng cái điện áp 12V DC rất là an toàn và tiết kiệm. Dưới đây là toàn bộ các cái chi tiết của một chiếc quạt. Tổng sải cánh của quạt là 1m4. Quạt sử dụng cái điện áp 12V DC, công suất là 33W. Đấy, tổng trọng lượng là 5,8kg. Đây chính là thân quạt các bác nhé. Quạt sử dụng cái động cơ không chổi than. Đấy, giải điện sử dụng cái giải điện áp rất là rộng, từ 8 đến 24V DC, công suất là 33W. Đấy, với cái giải điện áp này thì các bác có thể kẹp trực tiếp vào ắc quy để sử dụng. Đấy, hoặc là các bác có thể kẹp trực tiếp vào tấm pin mặt trời. Điện áp 18V để sử dụng. Đây là hình thức bên ngoài các bác nhé. Đấy, vỏ được làm bằng thép chống rỉ. Thứ hai đó là cái hộp số. Và đây là trục đỡ. Đây là hai cái trục các bác nhé. Cái này là trục bên dưới. Và đây là trục bên trên. Quạt thì sử dụng 3 cánh. Tổng sải cánh là 1m4. Kích thước thì tương đương với một chiếc quạt trần 220. Quạt chất liệu bằng thép. Cánh quạt thì làm bằng chất liệu bằng thép. Thép chống rỉ. Được sơn một lớp chống rỉ màu trắng thì rất là đẹp. Kích thước và tốc độ gió thì tương đương với một chiếc quạt 220 các bác nhé. Để các bác dễ hình dung ạ. Đây là xốp đóng gói, những cái gửi đi xa thì các bác yên tâm. Đấy, với cái giải điện áp rộng như này thì các bác có thể cho quạt chạy trực tiếp với tấm pin mặt trời. Đấy, công suất từ 50W đến 150W, điện áp 18V đều được. Đấy, hoặc là các bác có thể kẹp trực tiếp vào ắc quy. Cảm ơn các bác đã quan tâm. Xin chào các bác.